Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lãm sẽ đọc truyện mới nha. Đó là truyện đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Truyện này thì nói về cuộc sống hôn nhân giữa Vương Tri Tranh và Trần Hoài. Thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nói chung là cái dạng thể loại là cưới trước yêu sau á. Nó mới đầu là vì một cái lý do đặc biệt thì cưới nhau, nhưng mà không có yêu nhau, không có thương nhau, nhưng mà về sống chung một thời gian rồi thì có tình cảm với nhau. Nó cũng khá là ngọt ngào, nó không có tình tiết gay gắt, nói chung là nó không có những cái tình tiết mà điểm nhấn hay ngược hay gì đó, cho nên là Lãm cũng không biết phải nói gì sao nữa. Nói chung là nó chuyện thì nó ngọt, nó sủng mà nó cũng hài hài nữa, do cái lối hành văn của tác giả nên là khá là vui. Cho nên là nếu mà mọi người mà nghe truyện chỉ để xả stress á thì bộ này rất thích hợp. Còn nếu mà tìm những bộ truyện mà có ý nghĩa sâu sắc để nghe thì bộ này thì chắc có vẻ lẽ là nó hơi chán á. Nhưng mà Lãm thì Lãm cũng thích nó, tại vì Lãm nói chung là Lãm không có thích những cái thể loại truyện mà ngược quá, hay là những thể loại mà có kết BE thì Lãm sợ đọc mấy cái thể loại đó lắm. Cho nên là vậy đó. Thì mọi người nghe truyện của Lãm nhiều rồi thì cũng thấy truyện của Lãm đọc là chỉ có màu sắc một thôi, có nghĩa là sủng và ngọt, và nhất là sủng thụ, công sủng thụ đó. Cho nên là thì nó là vậy đó. Lãm cũng không biết nói làm sao nữa. Thôi không có lãm nhảm nữa. Chuyện thì không có giới thiệu được gì nhiều, tại vì nó không có tình tiết gì nhiều hết trơn á, chỉ là những cái cuộc sống hàng ngày thôi à. Cuộc sống vui vẻ hàng ngày của hai người thôi à. Cho nên là thôi giờ mình vô chuyện đi nha, chứ để mà lãm nhảm nữa không biết chừng nào mới vô chuyện được nữa. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Giọng đọc Lãm. Chương 1. Vương Tổng, ngài đã về rồi. Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp thi nhau chào hỏi sếp. Trần Hoài vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trung tâm được mọi người chào đón. Vương Tri Tranh, âu phục thẳng tắp, một thân khí chất tinh anh biểu lộ hết ra ngoài, nhìn thẳng về các đồng nghiệp gật đầu đáp lễ. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Hoài, nên Trần Hoài thuận thế nháy mắt một cái. Biểu tình Vương Tri Tranh đối với anh lại giống hệt như đối với những người khác. Trần Hoài sửng sốt một chút. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ ánh mắt của mình không đủ rõ ràng sao? Vì vậy anh nhanh chóng nháy mắt thêm mấy cái nữa, nỗ lực bày ra ánh mắt anh hiểu mà với Vương Tổng. Vương Tổng cười cười, không nói một lời nào, đi thẳng về phòng làm việc của mình. Phong thái vẫn như ngày thường, không hề có sự khác biệt nào. Vấn đề là rõ ràng đã có khác biệt, hơn nữa còn là một sự khác biệt không hề nhẹ. Trần Hoài đập bàn. Trần Hoài là nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ của tập đoàn Thái Thương. Nhân viên phòng này chủ yếu là hỗ trợ các vấn đề về nhân sự, tài vụ và pháp lý, tham gia giúp đỡ cho từng hạng mục công tác của các phòng. Anh mới hỗ trợ một dự án bên phòng Vương Tri Tranh trở về. Tuần trước, hạng mục công việc do Vương Tri Tranh phụ trách đã tiến vào giai đoạn kết thúc, nên hắn mang theo tổ chuyên nghiệp quản lý các hạng mục nghiệp vụ quốc tế sang Mỹ công tác. Trần Hoài là nhân viên tham gia hỗ trợ hạng mục này, cũng được đi theo. Dự án hoàn thành thuận lợi, kết thúc sớm hơn một ngày so với lịch trình, vì vậy cả đoàn bay tới Las Vegas tổ chức ăn mừng. Las Vegas mà, tự nhiên ai nấy đều sẽ ăn chơi hưởng lạc một phen. Trần Hoài cùng một đám đồng nghiệp cũng không có ngoại lệ mà thả phanh uống tới bến. Trong lúc say rượu, Vương Tri Tranh đột nhiên đưa anh tới giáo đường, kết hôn. Lúc đó Trần Hoài đang say rượu, cả người như đang bay trên mây, trực giác cho rằng có phải Vương Tri Tranh đã kết hôn lầm rồi hay không. Mình là nam mà. Không đúng, anh và Vương Tri Tranh căn bản không thân thiết gì. Mặc dù là cùng làm việc chung một hạng mục, nhưng Trần Hoài chỉ là thành viên lâm thời. Anh và Vương Tri Tranh căn bản chưa từng tiếp xúc riêng với nhau. Vương Tri Tranh là một nam nhân phi thường ưu tú, tướng mạo tuấn dật, dốc ván cao ngất, sự nghiệp thành công, là kim cương độc thân nam nhân nổi tiếng trong nghề. Trong công ty có biết bao nhiêu nữ nhân viên vẫn luôn ngầm gào thét muốn hạ gục hắn.
Nhưng xu hướng tình dục của Trần Hoài ở công ty vẫn luôn là bí mật. Anh cũng không hề có ý định yêu đương trong công ty. Bởi vì tuy rằng Vương Tri Tranh rất đẹp trai, lại ưu tú, nhưng từ trước tới nay anh không hề để ý tới. Anh vẫn luôn cho rằng Vương Tri Tranh là thẳng nam. Không ngờ thẳng nam Vương Tổng vừa ra tay lại chơi lớn tới như vậy, trực tiếp dọa Trần Hoài ngã ngửa. Nhưng Vương Tri Tranh hiển nhiên tỉnh táo hơn Trần Hoài rất nhiều, hoàn toàn không có bất kỳ hiểu lầm hay do dự gì đối với cái chuyện mình đã làm. Hắn nghiêm túc giải thích với Trần Hoài rằng hắn thật sự muốn kết hôn cùng anh. Trần Hoài không kết hôn lầm đâu. Nếu như người muốn kết hôn với Trần Hoài là nữ, anh khẳng định không chút do dự mà từ chối ngay lập tức. Nhưng đối tượng lại là Vương Tri Tranh. Anh ta nghiêm túc tới cầu hôn mình. Trần Hoài, cậu độc thân 26 năm, cảm thấy mình sắp không khống chế được nữa rồi. Bầu không khí ở Las Vegas vốn luôn điên cuồng và phóng túng, cộng thêm lúc đó Trần Hoài đã bị men say ăn mòn trí não. Vì vậy, cứ mơ mơ hồ hồ mà ký vào cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Mãi cho tới tận khi ngồi trên máy bay bay về nước, Trần Hoài mới bất tri bất giác nhận ra rằng hình như mình đã làm chuyện như thế thì phải. Không phải là lã nằm mơ đó chứ. Đáng tiếc, Vương Tri Tranh ngồi ở khoang thương gia, không cùng đẳng cấp với Trần Hoài đang phải chen chúc trong khoang phổ thông, không cách nào tìm hắn đi đòi chứng cứ. Lúc xuống máy bay, Vương Tri Tranh lại như là ngựa phi không ngừng, chạy ngay đi họp hội nghị. Kết quả, tới tận lúc đi làm, Trần Hoài cũng không thể gặp mặt được Vương Tri Tranh lần nào. Hôm nay thật vất vả, mới gặp được Vương Tri Tranh, Trần Hoài hy vọng hắn có thể cho mình một cái ánh mắt khác biệt để chứng minh những gì mình mơ hồ trong mấy ngày qua. Kết quả, Vương Tổng cứ như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi. Cho nên, rốt cuộc là mình đã kết hôn hay chưa vậy? Tờ giấy đăng ký kết hôn rõ ràng vẫn đang nằm gọn trong vali hành lý. Trần Hoài tay chống cằm tự hỏi, liệu đây có phải là một trò đùa dai hay không? Vương Tổng vẫn đẹp trai như vậy ha, mị chỉ muốn ngất luôn đi thôi. Ngô Đế Lâm, nổi danh tri tinh cậu trong phòng làm việc, mơ mộng ngửa cằm lên trời mà than thở. Nếu có thể gả cho anh ấy, bảo mị từ bỏ 78 mỹ nam ở hậu cung của mị thì mị cũng nguyện ý. 78 vị. Mồ hôi của Trần Hoài chảy ròng ròng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mới có một tuần không gặp mà nhân số trong hậu cung của bà đã mở rộng đến như vậy rồi. Vậy bà bỏ hậu cung của bà trước đi. Nhà thiết kế Kiều Tinh nghiêm trang tạt nước lạnh. Biến đi. Ngô Lâm ném cục gươm sang. Trần Hoài nghiêm túc suy nghĩ. Có nên trực tiếp tới phòng Vương Tri Tranh để hỏi cho rõ hay không? Trần Hoài, vào họp. Lý Thư Mộc cùng ngành với anh hất cằm ra hiệu. Trần Hoài chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đi tìm Vương Tri Tranh. Phòng hỗ trợ nghiệp vụ của Trần Hoài là một phòng khá cơ động. Thành viên phải chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bị điều động tới một tổ hạng mục nào đó để giúp đỡ, hỗ trợ nghiệp vụ. Như việc Trần Hoài bị điều tới phòng nghiệp vụ quốc tế để hỗ trợ bọn họ xử lý các công việc liên quan tới vấn đề pháp lý vừa rồi. Mỗi khi không có hạng mục nào, công việc của bọn họ thường tương đối thanh nhàn, bởi vậy đã hình thành một thói quen mang đậm phong thái của phòng họp không ngừng nghỉ. Trước đây, trong nhóm bạn học của mình, Trần Hoài từng có một biệt hiệu vang dội, hội trưởng. Hôm nay sẽ là một ngày họp không ngừng nghỉ như vậy. Đối với Trần Hoài đang mong muốn làm rõ tình trạng hôn nhân của mình mà nói, thì quả thật sống một ngày dài như một năm. Thật vất vả mới lay lắt chờ được tới hết cuộc họp. Khi trưởng phòng nói hai chữ tan họp mà đối với Trần Hoài tựa như được giải thoát, lúc này anh đứng bật dậy phi ra ngoài. Vương Tổng, tôi đến đây. Vương Tổng, tan làm rồi. Trần Hoài đứng ngoài phòng làm việc của Vương Tri Tranh, đi qua đi lại vài vòng, xác định là Vương Tri Tranh thật sự đã đi rồi, mới nhất thời cảm thấy không cam lòng. Đường đường là tổng giám đốc của một ngành, cư nhiên lại có thể bỏ về sớm như vậy. Đồ tư bản vạn ác. Trần Hoài thở dài, ủ rũ cúi đầu mà đi quẹt thẻ. Kết quả anh vừa ra khỏi công ty, đã thấy Vương Tri Tranh đang đứng trước cửa. Trần Hoài thần sắc sáng ngời, nhưng rất nhanh lại nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh ta, Lý Thư Mộc. Lý Thư Mộc, đồng nghiệp cùng phòng hỗ trợ nghiệp vụ với Trần Hoài. Ở trong công ty có mỹ danh là Bông Hoa Thái Thương, bề ngoài khí chất không cần phải bàn. Lúc này, đứng cùng một chỗ với Vương Tổng đồng dạng, bề ngoài khí chất xuất chúng, quả thật tuấn nam mỹ nữ mới là tuyệt đối. Mẹ nó,
bọn họ thoạt nhìn quá xứng đôi. Trần Hoài không thể không bi phẫn thừa nhận, đứng cạnh sói ca như Vương Tri Tranh phải là mỹ nữ vạn người mê như Lý Thư Mộc mới là chân lý. Vương Tổng, anh mới từ Mỹ trở về, nếu không ngại, em muốn mời anh ăn cơm coi như tẩy trần cho anh. Lý Thư Mộc thần sắc xinh đẹp, e thẹn mà nói. Trần Hoài khinh bỉ, rõ ràng Lý Đại Mỹ Nhân mỗi khi đối diện mình đều vô cùng cao lãnh khó chịu, chưa từng có dáng vẻ long lanh e ấp ôn nhu như thế. Thật sự, người so với người khiến cho mình tức chết. Nhân viên quèn Trần Hoài đáng thương là một lần nữa sâu sắc nhận ra sự cách biệt giữa mình và Vương Tổng. Tờ giấy đăng ký kết hôn kia rõ ràng là giả đi. Trần Hoài sờ sờ cằm, tối tâm âm thầm ra kết luận, quyết định trực tiếp đi về nhà. Trần Hoài! Vương Tri Tranh gọi Trần Hoài vốn đang chuẩn bị lén lút rời đi. Trần Hoài không hiểu quay đầu lại, thấy Vương Tri Tranh cười khanh khách nhìn mình. Tôi ở đây, em đi đâu vậy? Dứt lời lại quay sang Lý Thư Mộc nói. Thứ lỗi, tôi đã hẹn với Trần Hoài cùng đi bàn công chuyện rồi, đi trước một bước. Lúc nào thì tôi có hẹn với anh, anh nói bừa phải không? Trần Hoài muốn phỉ nhổ lại không dám phun. Anh xem như nhìn ra rồi, Vương Tổng không có hứng thú với Lý Đại Mỹ Nhân, anh chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hoài chỉ có thể nịnh nọt cười cười. Vương Tổng, tôi cũng đang tìm anh. Kết quả vừa ngẩng đầu, đã thấy Lý Thư Mộc bắn tới một cái ánh mắt không cam lòng. May mắn mình là đàn ông, nếu mình là con gái thì chắc chắn sẽ bị cái ánh mắt của Lý Thư Mộc xuyên chết luôn. Trần Hoài âm thầm vui mừng, nhưng nghĩ tới cuộc hôn nhân không rõ thực hơn giữa mình và Vương Tri Tranh. Nếu như bị lộ ra ngoài, số người muốn xuyên chết mình khẳng định không chỉ có mình Lý Thư Mộc. Trần Hoài theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng, Vương Tri Tranh đã lái xe tới, hạ cửa kính xe xuống nói, lên xe đi. Dọc đường đi, Trần Hoài đứng ngồi không yên. Rốt cuộc có nên hỏi Vương Tri Tranh thật hư hay không? Nội tâm của Trần Hoài xoắn xít không thôi, ngược lại vẫn là Vương Tri Tranh lên tiếng trước. Về nhà em hay là nhà tôi? Hả? Trần Hoài không hiểu gì, phát ra nghi vấn. Vương Tri Tranh khẽ cười, ngữ điệu bất biến. Cũng đã kết hôn rồi, cùng nhau về nhà không phải rất bình thường sao? Trong nháy mắt, Trần Hoài hóa đá. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài thật lâu không có phản ứng, hứng thú dạt dào nói. Phản ứng này của em là có ý gì? Trần Hoài nghiêm túc nói. Đương nhiên là phản ứng bị sét đánh. Vương Tri Tranh thấy biểu tình Trần Hoài quá mức bi tráng, cuối cùng tự mình ra quyết định. Thôi, về nhà em đi. Trần Hoài kinh ngạc không thôi mà nhìn hắn. Vương Tri Tranh bổ sung. Yên tâm, chỉ đưa em về nhà thôi. Trần Hoài máy móc nói địa chỉ nhà của mình. Tới dưới lầu nhà Trần Hoài, Vương Tri Tranh lại kéo anh sang siêu thị đối diện. Trần Hoài thấy hắn một thân Âu phục phẳng phiu, giày da bóng loáng, đứng ở khu rau tươi, một tay cầm súp lơ, một tay cầm bó rau, bộ dáng nghiêm túc lựa chọn, thần sắc bừng tỉnh. Vương Tổng, không phải anh định nấu cơm đó chứ? So với hình ảnh Vương Tổng tinh anh thét ra lửa trong giới thương nhân, thì thật sự hòa phong có chút không đúng. Vương Tri Tranh quay đầu lại, hơi nhíu mày nói. Tôi mua nguyên liệu, em nấu cơm. Nghe nói như vậy, Trần Hoài sắp đến nỗi không nói nên lời. Yên lặng, chạy tới quầy hàng, mua mấy thùng mì ăn liền. Cuối cùng, vẫn là Vương Tri Tranh làm cơm. Trần Hoài lo sợ tái mét mặt mày ăn cơm do Vương Tổng làm. Cứ nhiên, ăn rất ngon. Lo sợ tái mét mặt mày cái rắm mấy, ăn no rồi nói. Quá ngon luôn. Trần Hoài lúc này suốt cuộc mới ngẩng đầu lên khỏi mâm cơm. Vương Tổng, đừng có khách khí, ăn nhiều một chút đi. Trần Hoài nhiệt tình gấp cho Vương Tri Tranh một con tôm. Cảm ơn, đừng khách sáo. Trần Hoài tươi cười sáng lạng, tiếp tục vùi đầu cuồng ăn. Nửa tiếng sau, Trần Hoài ôm cái bụng tròn xe ngồi phịch xuống ghế. Vương Tri Tranh đặt đũa xuống, nhắc lại chuyện cũ. Sao rồi, nghỉ xong chưa? Nghỉ cái gì cơ? Trần Hoài lúc này no tới căng bụng, đầu óc trống rỗng, căn bản là không kịp phản ứng. Em chuyển tới nhà tôi ở, hay là tôi chuyển tới nhà em ở? Người Vương Tri Tranh hơi rướn về phía trước một chút, hai mắt lấp lánh. Trần Hoài dựng cái tóc gáy. Tôi cũng đang muốn hỏi anh cái chuyện này đây. Sao? Sao chúng ta lại kết hôn với nhau? Trần Hoài vẫn canh cánh ở trong lòng. Vương Tri Tranh nâng kèm ngẩn nghĩ nói. Tôi đề nghị kết hôn, em lại không phản đối. Tôi say rượu mà.
Trần Hoài tạc mau. Vương Tri Tranh gật đầu, tỏ vẻ thân thiết nói, sau này khi ra ngoài, nếu không có tôi bên cạnh, không được phép uống nhiều rượu. Trần Hoài bị nghẹn một chút. Trời ơi, đây không phải là một việc nhỏ, có thể nghiêm túc trả lời không? Vương Tri Tranh cười cười, thần sắc bất định, trầm mặc một lúc mới nói, chỉ là đột nhiên muốn kết hôn thôi, tôi là gay và em cũng thế. Lần này Trần Hoài thật sự hết nói nổi, đây cũng tính là lý do sao? Chắc là có đi. Vấn đề là đó căn bản là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trần Hoài trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc quyết định không tiếp tục truy đuổi suy nghĩ lệch lạc của Vương Tri Tranh nữa. Nhàm chán công tôi, phất tay một cái, thôi tôi cũng có lỗi, chúng ta tìm thời gian sang Mỹ ly hôn đi. Em muốn ly hôn? Vương Tri Tranh nhíu mày. Không phải sao? Khóe miệng của Trần Hoài giật giật. Chuyện này hoang đường như thế, chẳng lẽ anh lại muốn kết hôn thật sao? Lẽ nào em cảm thấy chúng ta kết hôn là giả? Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực, tự tiếu phi tiếu mà nhìn Trần Hoài. Trần Hoài nghẹn họng. Bọn họ dĩ nhiên không phải là kết hôn giả, bọn họ căn bản là không nên kết hôn với nhau. Nhưng vào giờ phút này, anh cư nhiên không thể mở miệng phản bác được. Đúng như Vương Tri Tranh đã nói, hắn đề nghị kết hôn, còn mình thì đáp ứng. Nếu không muốn kết hôn thì ngay từ đầu nên từ chối luôn mới phải. Trần Hoài có chút chột dạ, lúc đó thật sự nhất thời bị quỷ ám, có lý trí nhưng không rõ tình hình mà đồng ý kết hôn. Thế còn Vương Tri Tranh thì sao? Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài còn đang do dự, trầm mặc một lúc nói, bây giờ muốn sang Mỹ thì rất là phiền toái. Em có từng nghĩ hay chúng ta thử một lần xem sao? Lần đầu tiên nghe nói kết hôn mà cũng có thể thử. Vương Tổng không hổ là lão đại của phòng kế hoạch kinh doanh của tập đoàn, đến tư tưởng kết hôn cũng tân tiến như vậy. Trần Hoài, ý vị thâm trường, nheo nheo mắt lại. Vương Tổng, không phải là anh. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài. Không phải là anh đã thầm thương trộm nhớ tôi đã lâu rồi đó chứ? Trần Hoài lại nhớ tới cái tình tiết cậu quyết trong phim truyền hình lúc 8 giờ. Luôn cảm thấy hành động của Vương Tri Tranh rất giống với khuôn sáo thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình. Bá đạo tổng tài thầm mến nữ chính cỏ dại, vì vậy mới muốn tìm cơ hội tiếp cận nữ chính, rồi cuối cùng là bá vương ngành thượng cung, cưới trước yêu sau gì gì đó. Không ngờ là cũng có ngày mình được trải nghiệm tình tiết cẩu quyết cái kiểu này. Trần Hoài cảm thấy phi thường thổn thức, nhưng nói như thế nào thì mình cũng nên là nam chính mới đúng chứ nhỉ. Vương Tri Tranh thấy trí tưởng tượng của Trần Hoài đã bay xa bay cao quá rồi, khẽ mỉm cười, cũng không định giải thích, chỉ nói, không bằng em suy nghĩ một chút, thử một lần cũng không ảnh hưởng gì. Nếu như đến cuối cùng vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được, đến lúc đó chúng ta ly hôn cũng không muộn. Anh ta nói lời này nghe cũng khá có lý, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Mấu chốt là nước Mỹ không phải nói đi là đi được. Nhân dịp khoảng thời gian này thử ở chung với nhau một chút, dường như đối với bên nào cũng không tính là thiệt thôi. Trần Hoài nghĩ tới lời nói của Vương Tri Tranh, nghe qua tựa hồ rất có lý, thế nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không có ổn. Là đối tượng kết hôn, tôi cảm thấy điều kiện của mình coi như không tồi. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không hề có dấu hiệu bị lung lay, bắt đầu đưa ra lợi thế của mình. Theo như tôi biết, tôi hẳn là đối tượng kết hôn được các nữ nhân viên bỏ phiếu bầu cao nhất trong công ty. Ý nói là mình đang được lợi đó hả? Trần Hoài nghĩ, có thể khiêm tốn được một chút không trời? Tuy lời này nói thật sự không sai, thế nhưng Vương Tổng thản nhiên nói thẳng ra như vậy, chỉ khiến Trần Hoài cảm thấy một luồng khinh bỉ sâu sắc ập thẳng lên mặt mà thôi. Cứ nhiên, anh ta cũng để ý cái lời hoạt động bỏ phiếu bầu nhàm chán đó sao? Quá không hợp với hình tượng cao lãnh anh ta vẫn luôn xây dựng từ trước tới nay. Trần Hoài phi thường muốn tìm cơ hội vạch trần hành vi tự luyến này của Vương Tri Tranh trước mặt các vị nữ đồng nghiệp. Vậy phải đi rửa bát đi, đi rửa bát trước đi. Trần Hoài bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. Em rửa. Vương Tri Tranh lấy lý do đầy đủ, cùng nhau chia sẻ việc nhà. Trần Hoài rất nhanh liền bi thương phát hiện, cho dù tiếp nhận kiến nghị của Vương Tri Tranh hay không, thì khách quan mà nói, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Vương Tri Tranh lại phụ trách một dự án mới, ít nhất trong khoảng thời gian tới, bọn họ không thể nào sang Mỹ được. Mình có nên nhân cái cơ hội này trực tiếp ôm luôn cái đùi lớn đấy hay không? Trần Hoài hèn mọn bắt đầu cân nhắc. Không được,
rất không có chí khí. Thanh niên Trần Hoài có chí khí rất nhanh chóng đánh tan cái suy nghĩ hèn mọn vừa rồi của mình. Lần này, bên phòng kinh doanh quốc tế có một dự án cần người sang giúp đỡ bọn họ mảng pháp lý. Trưởng phòng gõ bàn mà nói, Trần Hoài đang ba dựa chín tầng mây, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tất cả đều tại Vương Tri Tranh hết, mình cư nhiên lại có thể thất thần ngay trong cuộc họp quan trọng của trưởng phòng, thật hiếm thấy. Sang hỗ trợ phòng kinh doanh quốc tế. Trần Hoài nhớ mình vừa sang hỗ trợ bọn họ một hạng mục trở về, chính vì thế mà tự dưng trở thành người đã kết hôn. Nghĩ tới là đề nghị cùng lợi ích mà Vương Tri Tranh không biết xấu hổ đưa ra. Không được, tuyệt đối không thể ngã xuống cùng một cái hố hai lần được. Trần Hoài im lặng lùi về sau, tận lực giảm bớt hào quang ánh sáng của mình trước mặt trưởng phòng. Ngược lại, Lý Thư Mộc cùng phòng lại tỏ ra vô cùng tích cực. Trưởng phòng, dự án bên phòng kinh doanh quốc tế yêu cầu tương đối cao về ngoại ngữ. Em cảm thấy em sang đó hỗ trợ là thích hợp nhất. Nói vậy, rõ ràng là cô muốn tán tỉnh Vương Tổng. Trần Hoài liếc mắt một cái, liền nhìn thấu dạ tâm của Lý Tiểu Thư. Tình cảnh lạ lơi trước cửa công ty ngày hôm qua, ánh mắt nóng rực của Lý Thư Mộc. Nói cô ta thuần tí tiếp nhận hạng mục này, chắc chỉ có người mù mới tin. Nhưng những lời cô ta nói cũng không có sai. Lý đại mỹ nữ học lực xuất chúng, có hai bằng đại học, ngoại trừ học luật thì còn một cái nữa là tiếng Anh chuyên nghiệp. Thật sự là một lý do chính đáng khiến cho người ta tin phục. Trần Hoài suy nghĩ một chút. Vương Tri Tranh quả nhiên là kim cương lão ngũ được hoan nghênh nhất công ty, mặc dù bây giờ ổng là người đã có gia đình. Đã từng là nam đồng nghiệp độc thân, mặc dù bây giờ bất hạnh bị kết hôn, nhưng Trần Hoài vẫn cảm thấy bị đả kích vô cùng nặng nề. Không ngờ, trưởng phòng lập tức bác bỏ Lý Thư Mộc tự tiến cử. Vương Tổng đã chỉ định ứng cử viên rồi, cậu ấy nói dự án lần trước Trần Hoài phối hợp rất tốt, khiến cho cậu ấy rất hài lòng. Lần này vẫn yêu cầu Trần Hoài sang hỗ trợ tiếp tục cho bọn họ. Cái gì? Lý Mỹ Nhân tự tiến cử bản thân chưa lần nào bị từ chối cả, lập tức sắc mặt khó coi, chuyển hướng sang Trần Hoài. Vương Tổng không thử hợp tác với người khác, làm sao biết có người càng tốt hơn? Trần Hoài nghe trưởng phòng nói như vậy thì tựa như bị sét đánh ngang tai, vốn đang định nghĩ xem nên lấy lý do gì để từ chối uyển chuyển một chút. Không ngờ Lý Thư Mộc lại trần trụi biểu hiện ra cái vẻ khinh thường mình như vậy. Trần Hoài cũng không phải là bánh bao mềm, lập tức hì hì mà nở nụ cười nói. Ánh mắt của Vương Tổng thật không có tệ, dự án này tôi nhận. Lý Thư Mộc giận dữ, đang định nói thêm gì đó, trưởng phòng đã vội điều đình. Được rồi, đó là quyết định của Vương Tổng, chúng ta là phòng hỗ trợ nghiệp vụ, phải tận lực phối hợp với bọn họ. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Trần Hoài, cậu sang phòng kinh doanh quốc tế báo cáo đi. Trần Hoài dây dưa dưa ở trong phòng làm việc của Vương Tổng. Vương Tổng, nghe nói anh chỉ định tôi tới phụ trách pháp lý trong hạng mục mới lần này hả? Mặc dù có quan hệ ám muội không rõ ràng với Vương Tri Tranh, nhưng ở công ty, Trần Hoài vẫn luôn biểu hiện ra sự tôn trọng cần có giữa nhân viên và cấp trên, thái độ nói chuyện cũng vô cùng cung kính. Vương Tri Tranh đang trả lời mail, vừa nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười. Phải đó, biểu hiện làm việc lần trước của em khiến cho tôi hết sức hài lòng. Trần Hoài do dự, mở miệng. Vương Tổng, không phải anh tán thưởng năng lực làm việc của tôi nên mới kết hôn với tôi đó chứ? Trần Hoài thoáng trầm mặt, nhất thời khiếp sợ. Chẳng lẽ đây là thật? Vương Tri Tranh nản hết chỗ nói, một lúc lâu sau mới phức tạp nhìn Trần Hoài nói. Dựa theo cái logic này của em, hẳn là đại lão bản phải nên sớm cầu hôn với tôi mới đúng. Vậy là trong dự án lần này, ông đã lạm dụng chức quyền để tạo ra cơ hội ở chung. Trần Hoài thở dài. Vương Tổng, anh cần gì phải làm như thế chứ? Dưa hái xanh không ngọt đâu. Không sao, tôi có thể điều chỉnh khẩu vị của mình. Vương Tri Tranh vẻ mặt thành thật mà trả lời. Trần, dưa xanh, Hoài. Thật sự cạn lời với lại Vương Tổng. Vương Tri Tranh thấy mặt mũi của Trần Hoài nhăn nhăn nhó nhó, khẽ cười. Em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi thuần tí cân nhắc từ góc độ công việc, em phối hợp rất tốt với phòng kinh doanh quốc tế. Hắn dừng lại một chút, lại ý vị sâu xa mà nói. Hay là em không hài lòng với công việc của mình? Trần Hoài nghĩ, đương nhiên là rất hài lòng rồi. Vấn đề là tôi không hài lòng với lão đại của phòng kinh doanh quốc tế. Vương Tổng! Trần Hoài có chút khó khăn mở miệng. Không phải là anh định nhân cơ hội này để cua tôi đó chứ? Làm sao có khả năng?
Tôi vẫn đang cua em mà, làm gì có phải hoài nghi cái chuyện này? Vương Tri Tranh quang minh lẫm liệt nói. Vương Tổng ngôn từ chính nghĩa như vậy, Trần Hoài nhất thời trợn mắt há mồm. Anh đường đường là một tổng giám đốc ngành nghiệp vụ, vậy mà lại dùng thái độ quang minh chính đại để nói một cái chuyện quá mức bỉ ổi như vậy được hay sao? Trần Hoài nghẹn ứ, không thể phun ra được cái gì, chỉ có thể chấp nhận thức thời mà nuốt trở về. Đang muốn quỳ an thì trùng hợp có người tới gõ cửa, hóa ra là Lý Thư Mộc. Lý Thư Mộc vừa vào cửa đã thấy Trần Hoài cũng đang có mặt ở trong phòng, mà Vương Tri Tranh lại đang cười khanh khách, tựa hồ tâm tình không tệ, sắc mặt nhất thời đen kịch. Vương Tổng! Lý Thư Mộc không nhìn tới Trần Hoài, nở một nụ cười xinh đẹp với Vương Tri Tranh. Em có chuyện muốn nói với ngài. Lời này hiển nhiên là ám chỉ Trần Hoài nên thức thời mà tự động đi ra ngoài. Trần Hoài đương nhiên có thể đoán được Lý Thư Mộc tìm Vương Tri Tranh để nói cái gì. Kỳ thật bản thân anh cũng không thật sự muốn tiếp nhận cái dự án này. Nếu Lý Thư Mộc có thể tiếp nhận, đối với anh mà nói là một chuyện tốt. Nhưng ghét ở cái chỗ, thái độ của Lý Thư Mộc quá cao cao tại thượng, coi thường người khác. Hoàn toàn không để Trần Hoài trong mắt nên khiến anh rất khó chịu. Cho nên trong cuộc họp vừa rồi mới cố ý nhận làm cô ta tức tối. Vừa rồi tìm Vương Tri Tranh nói chuyện riêng thất bại, chỉ có thể gửi hy vọng Lý Thư Mộc có thể bắt được Vương Tri Tranh, nên cũng lười để ý thái độ của cô ta, phối hợp nói. Vậy tôi ra ngoài trước. Dứt lời liền muốn đứng dậy đi. Vội cái gì? Vương Tri Tranh làm như không có chuyện gì mà gọi Trần Hoài lại. Chỉ mất có mấy phút, cậu ngồi đó đợi tôi một chút. Nói xong quay sang Lý Thư Mộc, mặt đầy khách sáo, mở mắt nói bừa. Không khéo, giờ tôi và Trần Hoài chuẩn bị sang gặp bên cung cấp, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mẹ nó, lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Trần Hoài cảm giác hai ngày nay, mình không khác gì là cái bia tái thế, trên người cắm đầy tiễn sắt do Lý Đại Mỹ Nhân bắn tới. Thế nhưng Vương Tổng đã nói như thế, Trần Hoài nào dám phủ nhận, lúc này lại ngồi xuống ghế, bày ra một nụ cười ngoan ngoãn. Dạ, Vương Tổng. Nụ cười trên mặt của Lý Thư Mộc xích nửa nứt vỡ. Chỉ thiếu chưa cho Trần Hoài một cái lườm sắc lẻm, nhưng cô đến cùng vẫn coi trọng hình tượng của bản thân, nỗ lực lại cố gắng nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của mình, nói với Vương Tri Tranh. Vương Tổng, em tới tự tiến cử mình phụ trách pháp lý cho dự án mới. Chuyên ngành lý luận trước đây của em hoàn toàn phù hợp với dự án lần này. Em vẫn luôn hy vọng có cơ hội được thực hành. Hơn nữa, em cho rằng chuyên ngành, năng lực ngôn ngữ của mình có thể thuận lợi hỗ trợ dự án này tiến triển tốt. Cho nên em hy vọng ngài có thể suy nghĩ lại về ứng cử viên phụ trách pháp lý cho dự án này. Cự nhiên là muốn tự tiến cử ứng cử viên đã được quyết định cho dự án mới. Lý Mỹ Nữ thật sự kiêu ngạo tới mức kinh người. Vương Tri Tranh đầy hứng thú liếc nhìn Trần Hoài một cái. Không ngờ Trần Hoài căn bản không hề để ý tới Lý Thư Mộc nói cái gì, tự lo di động ra mà nghịch. Nội tâm Vương Tri Tranh đầy bất đắc dĩ, trên mặt công lực thâm hậu, đánh thái cực với người đẹp. Năng lực chuyên nghiệp của Thư Mộc tôi đương nhiên không nghi ngờ. Nhưng ứng cử viên dự án lần này là do tập thể phòng bỏ phiếu chọn ra. Mọi người đều cho rằng hạng mục trước Trần Hoài đã hợp tác rất tốt với mọi người trong phòng, nên lần này tiết kiệm thời gian rèn luyện vẫn là lựa chọn cậu ấy. Tôi e mình không có quyền thay đổi ứng cử viên. Vương Tri Tranh đánh thái cực thoạt nhìn khá uyển chuyển, thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào điểm yếu của đối phương. Quả nhiên Lý Thư Mộc không thể tìm được lý do để phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể phẫn nộ nói rằng: Vậy thật đáng tiếc. Vương Tri Tranh phong độ nhẹ nhàng hạ lệnh tiễn khách. Vậy nếu như không còn chuyện gì nữa, giờ tôi phải đi gặp bên cung cấp với Trần Hoài. Trần Hoài bất đắc dĩ cùng Vương Tri Tranh tới nhà để xe. Mắt thấy Vương Tri Tranh mở cửa xe ra chuẩn bị chui vào, nhất thời mặt nhăn như khổ qua mà nói: Vương Tổng, không phải là anh thật sự muốn tôi cùng đi với anh tới gặp bên cung cấp đó chứ? Vương Tri Tranh quay đầu nhìn Trần Hoài. Phải thì sao? Khóe miệng của Trần Hoài giật giật. Tôi nhớ pháp vụ không cần phải đi gặp bên cung cấp mà. Vốn là như vậy, nhưng tôi vừa nói như thế với Lý Thư Mộc. Diễn trò thì phải diễn cho hết chứ. Giờ em quay lại, cô ta thấy em thì biết giải thích thế nào? Nhắc tới Lý Thư Mộc, hai mắt Trần Hoài nhất thời lóe lên tia sáng hóng hớt. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đại Mỹ Nhân đường đường là một bông hoa thái dương, sao Vương Tổng không chút rung động vậy? Chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định phải khen Vương Tổng một câu đạo đức tốt, nhân phẩm cao thượng đó nha.
Vương Tri Tranh hết nói nổi mà nhìn Trần Hoài. Có phải em đã quên cái gì rồi không? Trần Hoài khó hiểu mà nhìn Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh lườm anh một cái nói, tôi và em giống nhau, đều là gay, không có hứng thú với phụ nữ. Trần Hoài vội ngậm miệng, sao mình lại có thể quên cái vấn đề này kia chứ? Nói đến chủ yếu cũng là vì Vương Tri Tranh thật sự quá giống thẳng nam. Trần Hoài ảo não ngồi xuống ghế phó lái, nhìn nửa ngày, rốt cuộc lại mở miệng. Vương Tổng, chuyện này cũng không thể trách tôi. Vương Tri Tranh liếc nhìn Trần Hoài một cái, hàm ý trong mắt rõ ràng viết, không trách em, chả nhẽ trách tôi. Cả công ty không ai biết anh là gay. Trần Hoài rốt cuộc cũng phun được một câu ra ngoài. Không phải chỉ có mình tôi bị mù. Vương Tri Tranh ngữ khí có chút lạnh lẽo. Vấn đề là những người đó không có kết hôn cùng tôi. Đúng rồi, sao anh không kết hôn với những người khác? Trần Hoài nghi hoặc hỏi. Em rất hy vọng tôi kết hôn với người khác sao? Hy vọng chứ. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý lời đề nghị này đâu. Vấn đề là mình không có dám nói ra. Trần Hoài im lặng, co rụt người lại. Còn nữa, chúng ta bây giờ vẫn đang là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Loại hành vi gán ghép tôi với người khác này của em, tôi hy vọng không còn phát sinh lần nào nữa. Vương Tri Tranh nói câu này, ngữ khí càng lạnh lẽo hơn. Khí tràng của Vương Tổng quá mức mạnh mẽ, Trần Hoài không dám hó hé thêm cái gì nữa. Thế nhưng nội tâm vẫn lén sáng xích, rủa xả không ngừng. Kết hôn hoang đường lấy tốc độ sét đánh không bịt tai như thế, Trần Hoài căn bản chưa thể thích ứng được là mình đã kết hôn. Vương Tổng rốt cuộc ôm tâm tư gì mà có thể nghiêm túc đối xử một nửa hợp pháp của mình như thế ta? Trần Hoài ôm ngực, khó hiểu, hết sức khó hiểu. Ờ? Bên cung cấp lần này là công ty sản xuất Gia Gia. Bởi vì bị khí tràng của Vương Tri Tranh đè nén, Trần Hoài một đường lo sợ tái mét mặt mày, không để ý đường đi. Nên mãi cho tới khi Vương Tri Tranh dừng xe trước công ty sản xuất Gia Gia, anh mới phát hiện điểm đến của bọn họ là đây. Ừ, Vương Tri Tranh dường như vẫn còn giận Trần Hoài, thái độ khá là thờ ơ. Trần Hoài cũng không có để ý thái độ của hắn lắm, chỉ lặng lặng nhìn tòa nhà trước mặt, tâm tình khá phức tạp. Sao vậy? Lần này rốt cuộc Vương Tri Tranh cũng chú ý tới việc khác thường của Trần Hoài. À không có gì. Trần Hoài vội vàng lắc đầu. Vào thôi. Trụ sở chính của tập đoàn sản xuất Gia Gia là một tòa nhà rất lớn, quy mô hơn 10.000 người. Hai người muốn chạm mặt nhau chắc cũng không có dễ dàng đâu hả? Trần Hoài tự lên tinh thần ám chỉ bản thân, hít sâu một hơi rồi đi vào. Tập đoàn Gia Gia tạm thời là một trong những tập đoàn thiên về sản xuất lớn nhất thành phố G. Sau này mở rộng quy mô lớn sang nhiều lĩnh vực sản xuất khác, từ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho tới mỹ phẩm, thực phẩm và may mặc. Có thể nói là tập đoàn mang tính biểu trưng của thành phố. Nhưng người ta nhắc tới Gia Gia không chỉ nhắc tới năng lực sản xuất sáng tạo, doanh thu tiêu thụ cao, mà còn nhắc tới bởi vì nó là một trong số ít công ty gia đình có quy mô khổng lồ phát triển vượt bậc. Hiện nay, chủ tịch Lục Hạ Uy là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc. Gần đây nghe nói, con trai của Lục Hạ Uy, thái tử Lục Ngọc Ca của tập đoàn Gia Gia, từ 2 năm trước đã tiến vào tập đoàn rèn luyện bản thân, chuẩn bị thừa kế tổ nghiệp của tổ tiên. Tập đoàn quốc tế Thái Thương lại chuyên về xuất nhập khẩu kinh doanh quốc tế, nắm giữ trong tay hệ thống cung cấp và vận chuyển hàng hóa khổng lồ trong và ngoài nước. Tập đoàn Gia Gia cũng coi như là một trong những người bạn hàng lớn của bọn họ, song phương vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ. Nhân viên pháp lý chủ yếu phụ trách xét duyệt hợp đồng, đánh giá rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đối với tập đoàn, không hề có nhiệm vụ tới gặp bên cung cấp. Trần Hoài không có ngờ mình vừa mới hợp tác hai dự án với phòng kinh doanh quốc tế, lại vinh hạnh mở ra tiền lệ trước tiên. Biết rõ Vương Tri Tranh là một cái hố sâu mà anh cũng chỉ có thể nhắm mắt ngã xuống thêm một lần nữa. Thật sự là chảy máu vỡ đầu cũng không có người đồng tình thương xót. Trần Hoài vừa vỗ ngực tự an ủi bản thân, vừa cùng Vương Tri Tranh đi vào trụ sở của tập đoàn Gia Gia. Cô em lễ tân xinh đẹp sau khi biết tin liền dẫn bọn họ lên phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị đã có người chờ sẵn. Tri Tranh đã lâu không gặp. Một mỹ nữ khí chất xuất chúng, mặc một chiếc váy liền màu đen, mái tóc cuộn sóng, đi ra tiếp đón, bắt tay với Vương Tri Tranh. Đã lâu không gặp, Tư Tú. Vương Tri Tranh đã hợp tác với quản lý phòng khách hàng Mai Tư Tú từ lâu.
đã trở nên thân thiết nên bọn họ đều bỏ qua những khách sáo không cần thiết. Mai Tư Tố có chút kinh ngạc nhìn gương mặt khá lạ đi đằng sau hắn. Vị này là... Vương Tri Tranh giới thiệu, đây là pháp phụ Trần Hoài của chúng tôi. Rồi giới thiệu Mai Tư Tố cho Trần Hoài. Trần Hoài mặc dù là bị cưỡng ép kéo tới đây, nhưng nghề nghiệp rèn luyện cho anh tâm lý không được kén chọn. Cho dù nội tâm đang phun trào phỉ nhổ, thì ngoài mặt dĩ nhiên vẫn phải phi thường chuyên nghiệp, mỉm cười chào hỏi với Mai Tư Tú. Mai quản lý, chào cô. Mai Tư Tú có chút không hiểu, cười cười. Tri Tranh, anh cũng quá cẩn thận rồi đó, chúng ta hợp tác với nhau bao lâu rồi, giờ anh còn dẫn theo cả nhân viên pháp lý tới cùng là sao? Vương Tri Tranh nghiêm trang nói bừa. Cô không biết đó đâu, nhân viên pháp vụ này của chúng tôi đặc biệt rất có trách nhiệm, nói cái gì cũng muốn đi theo để hỗ trợ nghiệp vụ, dù sao cũng là một dự án mới. Có hiểu rõ nghiệp vụ mới có thể sớm đề phòng các loại rủi ro không đáng có. Tôi cũng rất tán thành thái độ cầu toàn này của cậu ta. Trần Hoài nghe lão kia nhà mình nói hưu nói vượng bốc phét tận trời, thật muốn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Nhưng biểu tình ở trên mặt vẫn không hề thay đổi, cười càng vô cùng chuyên nghiệp. Là Vương Tổng quá khen, tôi chỉ muốn làm tốt phận sự của mình thôi. Mai Tư Tố nghe vậy lại càng tỏ ra tán thưởng. Anh Trần quả nhiên chuyên nghiệp, Tri Tranh có anh Trần hỗ trợ, xem như là hổ mọc thêm cánh. Vương Tri Tranh nụ cười bất biến. Đâu chỉ thế? Đâu chỉ thế? Lời này của Vương Tổng thật quá hàm súc, nhưng Trần Hoài biết rõ nội tình, chỉ cảm thấy mình thật sự muốn viêm cơ tim. Hàm nghĩa phía sau câu nói kia e rằng không chỉ giới hạn ở trong công việc. Hàn huyên một hồi, Mai Tư Tú mới dẫn hai người vào trong phòng hội nghị ngồi xuống, bắt đầu cùng bàn chính sự. Lần này, tập đoàn quốc tế Thái Thương và tập đoàn Gia Gia hợp tác với nhau về một cái dự án kinh doanh đồ điện tử hoàn toàn mới. Hai năm qua, đồ điện tử ở nước ngoài trỗi dậy quá mạnh mẽ, khiến tập đoàn Thái Thương chuyên làm ăn kinh doanh với nước ngoài cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy, phòng kinh doanh quốc tế đã phụ trách khai thác dự án kinh doanh đồ điện tử mới cho tập đoàn, kết hợp ưu thế thương mại trước đây cùng với sự độc lạ của ngành mới mang lại. Một khi dự án kinh doanh đồ điện bắt đầu đi vào hoạt động, thì phương thức hợp tác bên cung cấp cũng theo đó mà thay đổi. Lần này, Vương Tri Tranh chính là vì thế mà tới. Trời, đọc xong cái tập này là muốn khóc tiếng mi luôn á. Lúc mà đọc thầm á thì không cảm thấy không có gì, không có vấn đề gì hết trơn á. Lúc mà đọc ra chữ á thì thấy hả, trời ơi quá trời chữ R luôn. Mà nếu mà mọi người nghe truyện của Lãm lâu rồi á thì chắc là phát hiện ra là Lãm bị đớt. Nói chung là bị không có nói được cái chữ R chứ, hoặc là chữ TR á. Cho nên là nếu như mà trong lúc mà Lãm đọc á mà có bị đớt cái chữ đó thì mọi người thông cảm cho Lãm nha. Lãm cũng đã cố gắng là Lãm sửa rồi á, nhưng mà chắc là sẽ có những cái từ nó vẫn không có được, nó không có được đúng á. Nói chung là mọi người nghe truyện của Lãm nhiều rồi thì mọi người cũng phát hiện là Lãm nói chuyện hay bị đớt đớt á. Cho nên là có gì mọi người thông cảm cho Lãm nha. Với lại á, hôm nay Lãm rảnh nên là Lãm sẽ đọc thêm một tập nữa, sẽ phát sóng vào lúc 9:30 nha. Mọi người nghe xong tập này thì đón nghe tập 2 của truyện nha. Bye bye.